Xin kính chào các anh chị phụ huynh và các học sinh yêu quý. Tôi rất vui mừng được quay trở lại buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cùng với tôi là thạc sĩ Phạm Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học Singapore, và chị Linh Trần, cán bộ tuyển sinh của Đại học James Cook tại Singapore, đến để chia sẻ cùng chúng ta những thông tin về học bổng của kỳ tháng 3 năm học 2021. Xin chào chị Linh ạ. Chào chị Hạnh. Xin kính chào toàn thể quý vị phụ huynh và các em học sinh sinh viên Việt Nam. Thưa chị Linh, tôi được biết rằng Đại học James Cook Singapore thì có chương trình học bổng tiếp tục cho kỳ tháng 3 của năm 2021. Chị có thể vui lòng chia sẻ cụ thể hơn về học bổng này ra sao? Cảm ơn chị Hạnh. Tôi xin chia sẻ về chương trình học bổng của kỳ tháng 3 năm 2021 của trường Đại học Công lập James Cook Singapore như sau. Đó là chúng tôi sẽ tổ chức xét duyệt hồ sơ để cấp học bổng và sẽ có 3 trị giá học bổng như sau. Trị giá học bổng cao thứ nhất là 100% cho 1 năm học thuật, tức là tương đương miễn giảm học phí 8 môn. Và cái số tiền học bổng được quy ra là dao động từ 20 cho tới 25.000 đô la Singapore. Trị giá học bổng thứ nhì là 50% cho 1 năm học thuật, tương đương miễn giảm học phí của 4 môn học, dao động từ 10 cho tới 15.000 đô la Singapore. Và trị giá học bổng cuối cùng đó là tương đương miễn giảm học phí của 2 môn học 25%, tương đương từ 5 cho tới 8.000 đô la Singapore. Tôi lấy ví dụ, nếu như mà có một bạn học sinh sinh viên Việt Nam nào của chúng ta đăng ký nhập học vào cái chương trình thạc sĩ của chúng tôi, thì đối với chương trình thạc sĩ đơn thì chúng tôi có mức học phí là 38.000 đô la Singapore. Và tôi đặt giả thuyết rằng bạn đó được cái trị giá học bổng cao nhất, tức là 100% cho 1 năm học thuật, thì lúc đó bạn sẽ được miễn giảm học phí lên đến 25.000 đô la Singapore. Và cái số học phí còn phải đóng chỉ là 13.000 đô la Singapore nữa thôi. Và tôi cũng tin rằng đây là một cái chương trình học bổng hoàn toàn có giá trị dành cho các em học sinh sinh viên Việt Nam của chúng ta. Dạ. Vâng, chị Linh ơi, chị có thể vui lòng cho biết thêm là điều kiện xét học bổng đối với các em học đại học và thạc sĩ như thế nào? Cảm ơn chị Hạnh. Đối với cái kỳ tháng 3 năm 2021 này của chúng tôi thì thay vì như trước kia thì để được đạt được những cái suất học bổng có giá trị của chúng tôi thì các em phải trải qua một cái dạng bài thi dưới dạng aptitude test. Nhưng trước cái tình hình COVID-19 hiện tại thì chúng tôi xét duyệt hồ sơ để cấp học bổng. Đối với chương trình cử nhân thì các em sẽ được khuyến khích là nộp học bạ của năm lớp 12 và chúng tôi sẽ căn cứ vào cái điểm ở trung bình môn của lớp 12 của các em để cấp học bổng. Còn đối với chương trình thạc sĩ thì các em sẽ được yêu cầu gửi bằng và bảng điểm của cái chương trình đại học và chúng tôi sẽ căn vào cái điểm trung bình môn đối với các cái môn học trong cái quá trình học đại học tại Việt Nam để cấp học bổng. Dạ. Vâng, thưa chị Linh, tôi được biết rằng hiện nay khi mà làm thủ tục để du học Singapore thì các em phải trải qua 3 cái công việc chính. Thứ nhất là xin thư mời học của trường. Dạ. Thứ hai là các bạn phải xin visa, giấy phép du học Singapore. Đúng rồi. Và thứ ba nữa là chúng ta phải có cái giấy phép duyệt của Bộ Giáo dục Singapore thì mới được nhập cảnh. Thì chị có thể vui lòng cho biết là để vào học kỳ tháng 3 thì các em học sinh Việt Nam nên hồ sơ vào những cái thời điểm nào? Đối với cái kỳ nhập học tháng 3 năm 2021 của chúng tôi thì sẽ khai giảng vào ngày 4 tháng 3 năm 2021 và hiện tại đang là một cái thời điểm rất là thích hợp để làm cái hồ sơ nhập học vào cái kỳ nhập học này, bởi vì chúng tôi sẽ mất khoảng ít nhất 1,5 tháng để làm các cái thủ tục hồ sơ cho các em. Thứ nhất là phải xin visa du học do Sở Di trú của Singapore cấp. Sau khi có cái visa du học được cấp bởi Sở Di trú của Singapore thì chúng tôi sẽ xin cái giấy phép nhập cảnh vào Singapore cho các em từ Bộ Giáo dục của Singapore cấp. Chính vì vậy mà cái thời gian tối thiểu để xin hai cái giấy phép này, một là giấy visa và hai là cái giấy phép nhập cảnh, thì sẽ mất ít nhất là 1 tháng đến 1,5 tháng. Và hiện tại đang là cái thời điểm thích hợp nhất để các em nộp hồ sơ nhập học vào kỳ tháng 3 năm 2021 của chúng tôi. Cảm ơn chị Linh. Thưa chị Linh, thì tôi được biết rằng Singapore là một trong những cái quốc gia chống dịch rất là tốt ạ, và cái điều kiện học tập cho các em học sinh bây giờ đã được quay trở lại trường rồi. Chị có thể vui lòng cho biết là nếu mà các em học sinh từ Việt Nam bây giờ qua trường mình du học thì những cái việc kiểm tra sức khỏe này, rồi nhập cảnh này, rồi cách ly thì sẽ như thế nào? Cảm ơn chị Hạnh. Tôi xin chia sẻ về vấn đề này như sau. Việt Nam của chúng ta thì nằm trong danh sách không cần phải cách ly khi tới Singapore. Chính vì vậy mà sang Singapore các em không cần phải cách ly. Tuy nhiên thì các em sẽ phải làm một cái swab test tại sân bay Changi nhé.
Tức là sau khi đến Singapore thì các em sẽ làm swab test tại sân bay và các em về nơi ở. Trong vòng 2 ngày kể từ khi đặt chân tới Singapore thì sẽ có cái kết quả swab test. Nếu như cái kết quả swab test của các em là âm tính thì các em sẽ được sinh hoạt ra bên ngoài này, rồi học tập sinh hoạt giống như một công dân của Singapore mà không cần phải cách ly gì cả. Và cái thủ tục này thì cũng rất là đơn giản thôi mà. Dạ vâng. Thưa chị Linh, tôi có thêm một câu hỏi như này ạ, là hiện nay thì tôi được biết rằng Đại học James Cook Singapore tương tự như rất là nhiều trường đại học tiên tiến khác tại Mỹ thì có áp dụng cái phương pháp học là blended learning, được kết hợp giữa là học online và học trực tiếp, và các em học sinh thì có chia sẻ rằng cái phương pháp học này thì khá là hiệu quả. Chị có thể vui lòng tư vấn cụ thể hơn cái chương trình học này như thế nào? Cảm ơn chị Hạnh. Tôi xin chia sẻ như sau. Kể từ khi có dịch Covid thì chúng tôi đã triển khai song song hai chương trình, đó là blended learning. Blended learning là gì? Tức là những cái giờ học chính thì các em sẽ học trực tuyến, còn cái giờ tutorial, tức là cái giờ học thêm, tương tác thêm nhiều với giảng viên thì các em sẽ được học trực tiếp trên lớp. Và cái nền tảng học trực tuyến của chúng tôi là một cái nền tảng chuyên biệt, cho phép các em học sinh, sinh viên quốc tế có thể truy cập vào dễ dàng mà vẫn đảm bảo những cái sự tương tác với thầy cô và bạn bè. Và tôi nhận được rất là nhiều các cái feedback rất là tốt về cái chương trình học trực tuyến, chẳng hạn như là rất là tiết kiệm thời gian này nhá, tiết kiệm chi phí này, bởi vì các em không phải đi lại. Và thậm chí các bạn nữ thì các bạn nói với tôi rằng là các em vô cùng yêu thích cái việc học tập trực tuyến bởi vì các em không phải trang điểm, chị Hạnh ạ. Đấy, thế nên là về cái việc học trực tuyến mà chúng tôi kết hợp với cái hình thức học trực tiếp ở trên lớp đối với cái giờ tutorial cũng đang rất là hiệu quả. Dạ. Rất là cảm ơn chị Linh những thông tin mà chị đã chia sẻ về học bổng và phương pháp học cũng như là những cái điều kiện nhập cảnh cho các em học sinh Việt Nam tới Singapore trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thông qua buổi chia sẻ ngày hôm nay thì tôi hy vọng rằng những em học sinh có quan tâm tới du học Singapore, đặc biệt là tới Đại học James Cook Singapore, sẽ có cơ hội nhận được học bổng của trường và sẽ có thể nhập cảnh vào Singapore nhập học trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn các chị phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe buổi chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay, và xin mời xem những nội dung trước đây chúng tôi đã cung cấp các thông tin về trường, các chuyên ngành học của trường và những thông tin hữu ích khác. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tôi xin kính chào tạm biệt các quý vị phụ huynh và các em học sinh sinh viên. Tôi xin kính chúc quý vị và các em luôn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.